Lãi suất ngân hàng ảnh hưởng thế nào đến thị trường bất động sản? Thưa các bạn, là trong thời gian gần đây thì lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần đã lên đến cao nhất là 9,5%. Và cái việc mà tăng lãi suất này có thể nó sẽ càng ngày càng có xu hướng tăng thêm. Vậy thì nó ảnh hưởng thế nào đến thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới? Thứ nhất là tất cả các cái dòng tiền nó sẽ tập trung đổ dồn vào ngân hàng, không chỉ là những cái dòng tiền từ bất động sản đâu, mà tất cả các cái nguồn đầu tư khác, các cái kênh đầu tư khác họ sẽ chuyển về ngân hàng. Ví dụ bây giờ mà các bạn gửi ngân hàng 1 tỷ thì mỗi năm các bạn có thể đem về đến khoảng 95 triệu. Tức là mỗi tháng các bạn có thể thu được thu nhập khoảng 8 triệu. Thế thì người dân sẽ có xu hướng là họ sẽ gửi ngân hàng vừa an toàn lại lãi suất cao. Mức 8 triệu là cái mức mà thu nhập trung bình của người dân, của công nhân. Đó, thì các bạn sẽ thấy là tất cả các dòng tiền nó sẽ hút từ các kênh khác về ngân hàng. Thứ hai là khi mà lãi suất ngân hàng tăng lên như vậy thì thị trường bất động sản sẽ chậm lại, kém thanh khoản, thậm chí là đóng băng. Nguyên nhân cũng do cái việc là người dân sẽ rút tiền về và gửi ngân hàng thay vì việc đầu tư bất động sản. Như vậy nó sẽ kéo theo cái tình trạng là cái dòng tiền, cái sức mua của thị trường bất động sản sẽ kém xuống, không có người mua nữa, họ sẽ gửi tiền ngân hàng thay vì việc đầu tư bất động sản. Thứ ba là khi lãi suất huy động tiền gửi lên đến 9,5% như hiện nay thì lãi suất cho vay đối với các cái đơn vị và các cái cá nhân trong lĩnh vực đầu tư bất động sản sẽ rơi vào đâu đó khoảng 14 đến 15%. Như vậy thì người dân sẽ không còn tha thiết trong việc đầu tư bất động sản nữa, sẽ dẫn đến tình trạng những cái dự án, những cái căn hộ sẽ bị mất tính thanh khoản, sẽ không còn những cái nhà đầu tư mua căn hộ, mua chung cư, mua dự án nữa. Và điều này nó sẽ kéo theo cái việc là các cái nhà phát triển dự án sẽ bị cái dòng tiền của họ sẽ bị kém đi, thậm chí là sẽ bị đứt gãy cái dòng tiền và dẫn đến tình trạng là thiếu tiền để tiếp tục hoàn thiện các cái công trình, các cái dự án, và thậm chí những cái đơn vị này sẽ tuyên bố phá sản. Thứ tư là thị trường bất động sản sẽ có một cái tình trạng là bán tháo, bán cắt lỗ. Lúc này thì những người dân, những nhà đầu tư bất động sản không chịu được khi mà sử dụng đòn bẩy tài chính là vay ngân hàng, họ sẽ không chịu được áp lực về mặt lãi suất, họ sẽ có tình trạng là bán tháo ra. Và một số ngân hàng sẽ có tình trạng là thu hồi nợ, thanh lý các cái khoản vay để đầu tư bất động sản, sẽ dẫn đến tình trạng là thị trường sẽ sụt giảm kinh khủng và đâu đâu cũng có tình trạng là bán cắt lỗ để mà tháo hàng. Tất cả những cái tác động đó sẽ dẫn đến tình trạng là thị trường bất động sản sẽ đóng băng trong thời gian gần tới. Vì vậy mà nếu bây giờ lãi suất ngân hàng có xu hướng tiếp tục tăng lên thì các bạn sẽ gửi tiền tiết kiệm hay tiếp tục đem tiền đi đầu tư bất động sản, thì các bạn hãy comment xuống bên dưới